Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào dịp lễ vượt qua năm ấy, trong số những người lên Jerusalem thờ phượng Thiên Chúa có mấy người Hy Lạp. Họ đến gặp ông Philip-phê người Bethsaida miền Galilê và xin rằng: Thưa ông, chúng tôi muốn được gặp ông Giêsu. Ông Philip-phê đi nói với ông Andre. Ông Andre cùng với ông Philip-phê đến thưa với Đức Giêsu. Đức Giêsu trả lời: Đã đến giờ Con Người được tôn vinh. Thật Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quý trọng người ấy. Bây giờ tâm hồn Thầy xao xuyến, Thầy biết nói gì đây? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy Cha, xin tôn vinh danh Cha. Bấy giờ có tiếng từ trời vọng xuống: Ta đã tôn vinh danh Cha, Ta đã tôn vinh danh Ta, Ta sẽ còn tôn vinh danh Ta nữa. Dân chúng đứng ở đó nghe vậy liền nói: Đó là tiếng sấm. Người khác lại bảo: Tiếng một tiên thần nói với ông ta đấy. Đức Giêsu đáp: Tiếng ấy đã vọng xuống không phải vì tôi mà vì các người. Giờ đây đang diễn ra cuộc phán xét thế gian này. Giờ đây tủ lãnh thế gian sắp bị tống ra ngoài. Phần tôi, một khi được dương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Đức Giêsu nói thế để ám chỉ người sẽ phải chết cách nào. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, lời Chúa hôm nay trình bày về viễn cảnh cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Và cho dù đối diện với tận cùng đau khổ như vậy, Chúa Giêsu vẫn không bị quỵ ngã dưới sức mạnh của cái chết. Dù là cái chết nhục nhã nhất và ghê tởm nhất, là chết treo trên thập giá. Ở bài đọc 2, trích thư gửi tín hữu Do Thái muốn diễn tả thật mạnh mẽ rằng Đức Kitô là vị thượng tế tân ước và vượt cao trên vị thượng tế cựu ước. Và đây là đoạn tin mừng, đoạn kinh thánh mang tính thần học rất sâu xa, diễn tả Chúa Giêsu Kitô, Ngài có hai bản tính trong một con người duy nhất, đó là nhân tính và thiên tính. Chúa Giêsu, Ngài vừa là Thiên Chúa thật, nhưng mà Ngài cũng là con người thật. Đức Giêsu là Thiên Chúa thật sự. Vì dầu là con Thiên Chúa, Đức Giêsu đã chấp nhận thánh ý Chúa Cha với một sự vâng phục tuyệt đối. Qua cuộc khổ nạn và Ngài sẵn sàng chịu chết cho chúng ta, Đức Giêsu Kitô đã trở nên hy tế hữu hiệu để đem lại ơn tha tội và ơn cứu độ cho loài người. Nhưng Chúa Giêsu cũng là con người thật sự như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Chúa Giêsu mang nhân tính một cách trọn vẹn, tức là một con người thật sự
với những lo lắng, những xao xuyến, những đau khổ của kiếp người như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Khi Chúa chia sẻ tận cùng những yếu đuối của con người chúng ta và những nỗi sợ của chúng ta trước cái chết bằng ba chuyển động liên tiếp, xao xuyến tận đáy lòng, kêu cầu Chúa Cha và chấp nhận hiến mạng sống mình. Vì thế Chúa Giêsu Kitô đã trở nên đứng trung gian lý tưởng, là vị thượng tế duy nhất và hiến lễ thập toàn trọn vẹn. Ngài vừa là người anh em của nhân loại, Ngài vừa là con Thiên Chúa, trở nên một với Thiên Chúa và làm một với chúng ta. Điều đó thật sự là kỳ diệu và thật sự là đứng trung gian lý tưởng để chuyển cầu cho chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, sứ điệp lời Chúa hôm nay muốn trình bày gì vậy? Sứ điệp lời Chúa hôm nay muốn cho chúng ta biết điều này: dù chúng ta có đối diện với những đau khổ của kiếp người, những âu lo, những lo lắng, những đau khổ của tận cùng kiếp người, dù là cái chết đi chăng nữa, thì như Đức Giêsu Kitô, Ngài cũng là con người thật sự. Ngài đã biến đau khổ trở thành tập giá nguồn ơn cứu độ và trở thành hạnh phúc cho loài người. Khi mà Ngài đặt trọn vẹn tình yêu và sự vâng phục thánh ý Chúa Cha, Đức Giêsu đã hoàn toàn phó tác: lạy Cha, con xin phó tác hồn con trong tay Cha. Đó là đáp án cho mỗi chúng ta. Đó là đáp án cho mỗi chúng ta khi chúng ta đối diện với những đau khổ, những bế tắc của cuộc đời này. Thánh vịnh 127 đã diễn tả niềm hạnh phúc của những ai tin tưởng và phó thác, đặt trọn vẹn tình yêu vào Chúa như thế này: hạnh phúc tay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối của người. Hoa trái tay bạn làm, bạn được an hưởng, bạn quả là lắm phúc nhiều may. Và kính thưa quý ông bạn chị em, đó chính là hạnh phúc của chúng ta, của những người tin theo Chúa, của những người đặt trọn niềm tin vào Chúa và của những người được chính Đức Giêsu Kitô đã chịu chết trên thánh giá để cứu chúng ta. Khi chúng ta biết đặt trọn vẹn niềm tin tưởng vào Chúa, phó tác vào Chúa như chính cách mà Đức Giêsu Kitô Ngài đã vâng phục, đã trọn vẹn tin tưởng niềm tin nơi Chúa Cha. Còn kính chúc quý ông bạn chị em mỗi người cảm nghiệm được và cố gắng dành cho được hạnh phúc lớn lao đó, đặc biệt trong mùa chay này. Chúng ta chỉ còn ít ngày nữa cho mùa chay thôi. Cầu chúc quý ông bạn chị em tìm gặp được Chúa qua việc chúng ta giao hòa với Chúa, qua việc chúng ta sống mầu nhiệm Chúa chịu chết và phục sinh, mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô. Amen.